Chipu dẫn đầu bảng thi bắn cung thi đấu bán kết, chung kết vào ngày 29 tháng 8. Chipu đạt 27 điểm sau 3 lượt bắn cung và là người đứng đầu bảng vòng loại nữ hạng mục này. Phần thi của cô được khán giả khen ngợi. Chipu hiện là một trong những người chơi của Supernova E do Tencent Video và Tencent Sport đồng sản xuất. Chương trình vừa lên sóng và nhận được sự quan tâm khi quy tụ gần 100 ngôi sao. Ở tập đầu tiên lên sóng tối ngày 28 tháng 8, Chipu là một trong các thành viên của đội Bên Nhau, Nhất Định. Cô đại diện cho đội thi đấu ở hạng mục bắn cung nữ. Chipu giành 27 điểm, đứng đầu bảng vòng loại hạng mục bắn cung dành cho nữ. Sang vòng tứ kết, Chipu lần lượt đạt 10, 9 và 8. Với tổng điểm là 27, Chipu tiếp tục giành hạng cao nhất. Khi theo dõi phần bắn cung của Chipu, các MC liên tục thốt lên, thật xinh đẹp hay thật lợi hại. Như vậy, Chipu tiến thẳng vào vòng chung kết, lên sóng tối ngày 29 tháng 8. Ở video bắn cung trên trang Weibo của chương trình, Chipu thu hút hơn 100.000 lượt xem. Quá tuyệt vời, cô ấy có thể làm mọi thứ, dù bạn làm gì, ở đâu, trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào, bạn luôn có thể tỏa sáng và nỗ lực hết mình, cô ấy rất mạnh mẽ, khán giả bình luận. Chipu cho biết lý do cô tham gia Supernova E là cô tin thể thao là ngôn ngữ có thể vượt qua ranh giới. Đây là cơ hội tốt để nữ ca sĩ thử thách bản thân trong nhiều hoạt động thể chất khác nhau, đồng thời thể hiện tính cạnh tranh theo cách vui vẻ, hứng khởi và cũng là trải nghiệm đáng giá, Chipu nói. I believe that for good. Okay. Because today, Chipu also invited us to the finals. Just my Facebook professional. Did you practice? Did you know? Actually, the last time when the shows tell me that I'm going to join the 13th, then actually I did not know how to do the 13th. Oh. But when I back to Vietnam, then I spent more than 1 month to practice. Oh. And that's what I did yesterday. Are you ready to go? 没办法. 只能上了，没办法，只能上了。再去。I must be ready. Yes. Well, we hope you have it. Yes. And then, 因为之前练过一个月，因为他之前完成同学，但是他后面很可能练了一个月，所以昨天是辛苦努力过的后果。那今天他也会很努力的去做下面的，然后希望大家也期待。